Triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2024 lần thứ nhất mang đến nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Tại triển lãm lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn Winzuha đã để lại dấu ấn tượng với khách tham quan và bạn bè quốc tế bằng các sản phẩm máy cửa nhôm cao cấp nhập khẩu đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Quimen. Các sản phẩm máy cửa nhôm cao cấp nhập khẩu của công ty chúng tôi mang đến triển lãm quốc tế lần này đều tích hợp hệ thống IoT cho phép việc giám sát, điều khiển và theo dõi qua smartphone, máy tính thông minh. Điều này mang lại rất nhiều giá trị cho khách hàng, giúp khách hàng tăng cường công tác quản lý, cắt giảm các chi phí. Hiện tại, Winzuha đang sở hữu hệ thống tổng kho máy cửa nhôm nhập khẩu tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với diện tích kho rộng, luôn có sẵn máy mới. Chắc chắn, đơn vị này sẽ là cầu nối cung ứng kịp thời số lượng lớn máy nhôm chất lượng cao cho các công ty, xí nghiệp tại Việt Nam.